em để cái bức gang ti luôn, thử em giật cái coi coi nó chạy nổi không. Dân nhà nông thân mến, chào cả nhà nha. Thì hôm nay em cũng có đi bơm nước đó cả nhà, tại vì hôm nay ruộng em nói chung là cũng khô quá rồi nè, thì cũng sắp tới cử phân, thì sẵn em bơm nước, em rải phân và em quay lại chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem ha. Thì hôm vừa rồi á, em cũng mới mua cái máy này nha cả nhà. Thì cái máy này thì cái tên của nó là Yokohama. Thì thấy mấy anh em trên thị trường ta bán rất là nhiều nha cả nhà. Thì hôm nay thì em cũng nói sơ sơ về cái máy này. Thì nói chung là thị trường bán giá dao động từ 1 triệu 8 tới 2 triệu nha cả nhà. Thì thằng này xuất xứ là em nghĩ là chắc cũng có Trung Quốc cả nhà. Nhưng mà xài thì em thấy cũng được. Mình review và test để cho cả nhà cùng xem ha. Thì nó được cái gì, nó dở cái gì. Thì nói chung cái thì nói chung là mình nói là tiền nào của nấy cả nhà. Thì mình không có so sánh được những cái dòng máy cao cấp ha. Thì mình nói cái dạng máy tầm trung. Thì cái tính năng của thằng này thì em thấy giống thằng Vikino nha cả nhà. Thì nói chung là cũng ngang ngang với thằng Vikino, thì tại nó cũng đồng giá tiền như nhau cả nhà. Thì anh này anh đóng lốc này kia, cái kiểu thì làm nhái cái kiểu dạng mấy Honda Thái. Mà anh này cả nhà biết thấy dở cái gì không? Dở cái bình xăng. Cái nắp bình xăng là cực kỳ dở. Nói chung là đổ xăng đầy mình vác đi là nó chảy tùm lum hết trơn. Em mới vác đi nè, nó chảy đủ thứ hết. Là cái thứ nhất là cái dở của nó ha. Mà trong khi cái lưới gà này là em vẫn bẻ lên rồi nè. Em đè xuống rồi. Cho nó ép nó kín nhưng mà không kín nổi. Là cái thứ nhất là nó dở cái nắp bình xăng cả nhà. Đó, cái này mình quay thực tế nè. Và cái thứ hai nữa là cái giật. Cái giật này nè cả nhà, là mình giật khởi động đầu tiên hoặc là những cái mà tiếp theo là thường là phải đóng e. Cái đầu tiên là đóng e là phải chắc cú, không đóng e không bao giờ nổ. Và trong khi chúng ta tắt xong chúng ta giật lại thì cũng phải bít e, cũng phải đóng e đây. Nói chung là nó chỉ hai cái điểm này là em thấy dở, còn nói chung là chạy thấy cũng êm cả nhà, thấy cũng rất là ok luôn. Thì nói chung là mình mua tầm triệu mấy 2 triệu được cái máy như này thì nói chung là cũng khá là được, cũng không tệ lắm. Thì đây là ống cò của nó nè cả nhà. Đây là ống xài là OHV. Cái này là nói chung là cái ký hiệu này là cò đứng cò nằm vậy đó cả nhà. Mình cũng không có rành lắm về cái máy, nhưng mà mình nói chung là mình sử dụng cái nào hay thì mình sẽ nói hay. Đây, nói chung là cái máy nhìn cũng rất là đẹp, làm cũng rất là sắc nét luôn cả nhà, không thua gì cái kiểu dáng thì không thua gì những cái máy Nhật ha, rất là ngon lành luôn. Một bên có ti thâm nhất và một bên đổ nhất, bên nào đổ cũng được nha cả nhà, để gì thôi chứ bên nào đổ cũng được hết trơn. Thì trong cái má lốc này thì cũng đóng là Yokohama. Thì để em gắn dây rồi em giờ em để xuống, em sẽ giật và quay cho cả nhà xem ha, coi máy chạy có êm không. Nhưng mà bây giờ là thì cũng phải để ý công tắc nha cả nhà. Thì anh em mà cô chú mà xài nhiều thì cũng biết rồi, khởi động thì chung công tắc chúng ta bật như này. Giờ em kéo eo sẵn rồi, em để cái bức gang ti luôn, thử em giật cái coi coi nó chạy nổi không.
chạy luôn nha cả nhà. Để phải mở đóng cái e lại cả nhà. Mở cái e ra. Nó chạy cũng êm cả nhà. Đó, nãy là mình nãy đóng e, mở e, giờ mình mở e. Nói chung là mình phải đóng e, mình giật cái nhỏ cả nhà. Và mình giật cái, thậm chí những cái thứ hai nó cũng vậy ha. Em coi nó có cúp cái dây như này. Này em đang bơm cái bơm tu hết nha cả nhà. Nhà xem mà có rung nó thông cảm nha cả nhà ơi, tại vì không có mình em làm. Ga cũng nhỏ nhỏ cả nhà, ống này nó phải hơn một tấc nha cả nhà, hơn tấc đường kính thì chung cũng mạnh. Chuyện cái dây ngắn ngắn à, bơm cái miếng này nó cần mương. Quay em cái máy này để em chia sẻ cả nhà mình cùng xem. Thì anh chị cô chú nào mà nói chung là muốn mua thì mình mua cũng xài cũng được lắm nha cả nhà. Quay những cái video mà thực tế như thế này nè. Thì nói chung là mình làm mà mình quay và chia sẻ đến cả nhà mình cùng xem. Thì cái video em thì quay ngắn gọn tới đây thôi cả nhà. Mong cả nhà mình xem được và cũng có thể mua một cái máy như thế này mình xài cũng được. Nói chung là tiền nào của nấy mình thấy cũng được, cũng hợp lý lắm cả nhà. Yokohama. Rồi xin hẹn gặp lại cả nhà trong những cái video tiếp theo của em nha.